thời gian qua, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã không ngừng cải tiến quy trình, mô hình khám bệnh ngoại trú. Tất cả nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho người bệnh. Ghi nhận sự đổi mới tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Thưa quý vị, đây là khu vực phát thuốc bảo hiểm y tế và thanh toán viện phí mới tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Mục đích mà bệnh viện dời khu vực phát thuốc và thanh toán viện phí lên đây là nhằm để cho bệnh nhân là có không gian thoáng mát hơn và cái khâu lấy thuốc sẽ được thuận lợi hơn. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là bệnh viện tuyến tỉnh hạng 1, mỗi ngày tiếp đón từ 1.500 đến 1.700 bệnh nhân đến khám ngoại trú. Việc tập trung cả 3 khu vực đăng ký, thanh toán, phát thuốc ở tầng 1 khiến không gian tại khoa khám bệnh chật chội, cộng thêm nhiều la phát gây ồn ào, mệt mỏi cho bệnh nhân. Do đó, từ đầu tháng 10 năm 2024, toàn bộ khu vực phát thuốc, bảo hiểm y tế và thanh toán viện phí của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất được đưa lên tầng 2 của khoa khám bệnh, tầng 1 danh sách bệnh nhân đến đăng ký và tái khám. Để thuận tiện cho bệnh nhân là tránh tập trung đông người này, cái thời gian đăng ký này, thời gian cấp phát thuốc và thanh toán bảo hiểm được rút ngắn, cũng như là gây tránh ồn ào nếu chúng ta mà để cùng một vị trí. Chính vì vậy mà có cái sự di rời. Và trên khu vực tầng 2 thì sử dụng toàn bộ bằng màn hình LED, không có sử dụng loa gọi nữa thì cũng tránh được tiếng ồn ào cho bệnh nhân. Việc chuyển toàn bộ khu vực thanh toán viện phí và phát thuốc lên tầng 2 còn giúp người dân thuận tiện hơn khi khám bệnh. Vì các phòng khám chủ yếu đặt ở tầng 2 và tầng 3, bệnh nhân khám xong có thể thanh toán và lấy thuốc ở tầng 2, không phải di chuyển xuống tầng 1 như trước đây, đỡ đi lại nhiều lần. Thì hôm nay thấy thay đổi thì thấy thoáng mát hơn như mọi khi, không có dồn đông đông như bữa, mà thấy nhanh hơn. Đúng là lên trên đây thì nó đỡ hơn, là do là ở dưới nhiều khi là nó đông quá, tại vì vừa đi người ta đăng ký khám bệnh, rồi đăng ký lấy thuốc nó gần nhau quá thì lên đây thì nó cắt ở dưới là nó phân bổ ra vậy nó đỡ hơn. Để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, hàng quý phòng quản lý chất lượng của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đều đi khảo sát các khoa, từ đó sẽ giải quyết ngay những chỗ tắc nghẽn như khâu lấy số, khu vực lấy thuốc hoặc cận lâm sàng. Nếu thời gian bệnh nhân chờ vượt quá thời gian quy định của Bộ Y tế thì bệnh viện sẽ tìm cách giải quyết ngay. Với những nỗ lực này, kết quả khảo sát trong quý 2 năm 2024 tại bệnh viện cho thấy có hơn 85% người bệnh ngoại trú và hơn 90% người bệnh nội trú hài lòng với các dịch vụ tại bệnh viện.